thuốc đặc trị nhện đỏ, nhện trắng, các loại nhện, otut. Hợp chất là fenpyrosimat 5%. Sản phẩm này thì rất mát cho nên là xịt nhện trên cây đu đủ và các loại cây trồng khác thì sẽ không lo bị cháy lá. Otut rất là mát. Tiếp theo là ninh mai, đặc trị nhện đỏ trên các loại cây dưa, hoa hồng và tất cả các loại cây trồng khác như là chanh, cây có múi. Ninh mai thì lưu dẫn nhanh, lưu dẫn sâu và kéo dài cho nên xịt nhện cực kỳ hiệu quả. Thành phần là fenbutatin oxit 550g trên lít của công ty Hợp Chí phân phối ninh mai. Còn otut thì chuyên cho các loại cây sợ bị cháy lá giống như đu đủ, các loại cây trồng mà cần mát hơn thì otut nó sẽ mát hơn.